Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, gió mùa trên các tỉnh phía Nam đang rất mạnh, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhưng mưa xuất hiện hầu hết là mưa nhỏ và mưa rào nhẹ. Còn mưa vừa mưa to chỉ tập trung xảy ra ở khu vực đón gió như là Phú Quốc, Rạch Giá và Cà Mau. Mây nhiều nhưng mưa không nhiều và tập trung về chiều đã làm nên nhiệt độ ban ngày nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ ở mức khá cao, từ 34 cho đến 35 độ, ban đêm từ 27 cho đến 28 độ. Theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, với thời tiết như hiện nay, thường có mưa vào buổi chiều và tối, làm cho ẩm độ tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển và gây hại trên cây trồng, trong đó có bệnh đốm nâu hay còn gọi là bệnh đốm trắng hại thanh long. Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu, đốm trắng trên cây thanh long hiện nay là 7.500 hectare, với tỷ lệ nhiễm từ 5 cho đến 25%, trong đó có 98 hectare nhiễm nặng, với tỷ lệ bệnh từ 25 cho đến 50%. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam sẽ có những khuyến cáo cho bà con nông dân về những giải pháp kỹ thuật phòng trị loại bệnh này. Trong cái biện pháp canh tác, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân trước hết là phải chọn, khi trồng chúng ta chọn những hôm giống sạch bệnh. Trên những vườn mà chúng ta lấy giống là không bị bệnh. Rồi kế đến là chúng ta phải thiết kế liếp, mương liếp, làm sao đắp mô cao để cho cái mực thủy cấp nó thấp xuống, bảo đảm được cái bộ rễ phát triển tốt. Kế đến là chúng ta bón phân phải cân đối, đặc biệt là chúng ta hạn chế việc sử dụng phân đạm và các loại kích thích sinh trưởng. Nếu vậy thì chúng ta sẽ quản lý được, hạn chế được bệnh. Và đồng thời nếu mà trên những cái vườn chúng ta khai thác nhiều thì cần nên bón phân bổ sung thêm các loại phân như vôi, canh vôi hoặc là silic hay là các phân vi lượng để tăng cường cái sức khỏe, tạo cái sức đề kháng cho cây. Và trong một cái vườn bệnh nữa, chúng ta cần giải quyết các cái cành bệnh sạch sẽ, vệ sinh cành bệnh cho sạch. Và đặc biệt là chúng ta nên hạn chế để cái cành bệnh trong mùa mưa, nên để vào cuối mùa mưa. Và trong quá trình mà chúng ta tỉa cành thả tán đó, thì chúng ta nên là xử lý bằng các loại thuốc gốc đồng để mà vệ sinh cái sạch cái nguồn bệnh. Đặc biệt là khi mà vườn bị bệnh rồi, chúng ta không nên phun phân qua lá nhiều, lúc đó sẽ làm bệnh nghiêm trọng hơn. Với những giải pháp kỹ thuật phòng trị bệnh đốm nâu, đốm trắng thanh long vừa được ngành chuyên môn khuyến cáo, ngay bây giờ bà con nông dân trồng thanh long cần thực hiện ngay, góp phần ngăn chặn kịp thời nấm bệnh lây lan trên diện rộng và đảm bảo năng suất chất lượng thanh long khi thu hoạch. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.